7 giờ tối mai thì anh em mình sẽ mở một cái quỹ đất ở Thạch Thành Thanh Hóa và giá từ 199 triệu. Đấy, và nằm trong khu dân cư hiện hữu. Và bây giờ xin mời sếp chia sẻ về tiềm năng. Thì có biết còn đâu hay không mà bây giờ anh em đăng ký hết rồi thì biết không biết còn hay không mà bây giờ chia sẻ nữa. Nhưng mà đại loại là nó nằm ở quanh những cái nhà máy đang hoạt động rồi, cạnh khu dân cư, nói chung là đất khu dân cư mà chỉ có hơn 100 triệu, 200 triệu, thì mình nghĩ là tiềm năng rất là tốt. Mình nghĩ là những cái gì mà có thể tiêu dùng được, những cái gì có thể là hiện hữu dân cư, vâng, thì chắc chắn là sớm muộn gì thanh khoản nó rất là tốt và giá nó còn ở đáy thì nó còn nhiều dư địa để tăng. Vâng. Thế thôi, anh chỉ nghĩ đơn giản như thế thôi, anh chưa cần tiềm năng ở tỉnh hay là ở huyện hay là cái gì cả, mai chỉ nghĩ là sở tại như thế. Vâng. Và anh nghĩ là những cái vị trí như thế thì mai em chỉ gửi vị trí không thì ai cũng mua. Ở đây thì nó sẽ 100% thổ cư. Đấy, lâu lắm anh em mình mới làm một cái quỹ 100% thổ cư. Mà đường thì 6m với cả đường 5m. Hai ô tô tránh nhau không cần gập gương luôn. Tiếp theo nữa là sát vách với cả nhà chúng ta ấy, đó chính là dân cư hiện hữu. Đấy, có nghĩa là nhà máy họ sát bên đối diện. Và họ cũng đang tuyển công nhân và quy mô của cái nhà máy này dự kiến nó khoảng từ 300 đến 500 người. Đi ra ngoài đường liên xã 140m. Wow. Có nghĩa là vị trí đất của chúng ta đây và ngay kia đó chính là ngã ba liên xã nối trực tiếp lên từ thôn này qua thôn khác cũng như là từ xã này qua xã khác. Thôi mình thì mình không biết là cái video này có lên kịp hay không. Nhưng mà chắc chắn là nó sẽ hết. Thôi mấu chốt là khoảng 200 đến 300 triệu đồng một lô đất 100% thổ cư. Mặt tiền sẽ từ 5m. Và hiện tại trong cái buổi anh em mình ăn như này thì cũng đã có một vài khách hàng đã đặt chỗ rồi. Thôi cũng mong là sẽ khi video này lên kịp thì mọi người cũng sẽ có được những cái sản phẩm ở vị trí phù hợp và yêu thích với mọi người. Nói chung là những cái sản phẩm mà chúng tôi đã thẩm định rồi thì mình nghĩ là những sản phẩm đấy là tiềm năng. Hy vọng là mọi người sẽ chịu khó thẩm định và đầu tư với phân khúc khoảng 200-300. Còn hiện tại thì mình đang rất là hạn chế public những cái thông tin đầu tư từ 200-300 ra. Tại vì muốn anh em tập trung ở những phân khúc 1-2 tỷ. À. Đấy, và khi những cái phân khúc 100-200-300 mà mình public ra thì chắc chắn là được thẩm định rất là kỹ. Vâng. Rồi, okay. Ok, chúc mọi người sức khỏe nhá. Rồi, chúc mọi người uống La Vi vui vẻ. Nước lọc thôi.